Tại huyện Côn Đảo có một cửa hàng được Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo thí điểm xây dựng mô hình cửa hàng không rác thải Zero Waste Shop ở khu dân cư số 5 từ tháng 4 năm 2023 đến nay. Mô hình được triển khai thực hiện nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng tới mục tiêu xây dựng Côn Đảo trở thành điểm đến giảm nhựa. Mô hình cửa hàng không rác thải Zero Waste Shop được Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo triển khai thí điểm tại cửa hàng bánh quy hạt bàn Haney. Tại đây, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp năng lượng và môi trường toàn cầu Việt Nam trưng bày, giới thiệu các sản phẩm được làm từ các nguyên vật liệu hoàn toàn tự nhiên, thân thiện với môi trường như chén, đĩa, muỗng làm từ mo câu, ống hút gạo, túi rác tự hủy sinh học, đồ thủ công mỹ nghệ, túi đựng đồ làm từ vải thừa, các chất tẩy rửa hữu cơ. Tất cả các sản phẩm đều có giá thành phải chăng, chỉ khoảng vài chục ngàn đồng một sản phẩm. Chúng tôi rất là hy vọng là chúng tôi sẽ truyền tải được thông điệp, góp phần chung tay bảo vệ môi trường tại Côn Đảo và để thực hiện Côn Đảo là một điểm đến giảm nhựa, một điểm đến thân thiện với môi trường. Và sau cái mô hình này thì chúng tôi mong muốn là sẽ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và sẽ có thể nhân rộng ra ở Côn Đảo, và cửa hàng đây là được mang tên là cửa hàng giảm rác thải. Được triển khai từ cuối tháng 4 năm 2023 đến nay, cửa hàng không rác thải Zero Waste Shop đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân Côn Đảo và du khách. Sau thí điểm mô hình, huyện Côn Đảo sẽ đánh giá hiệu quả và xây dựng phương án nhân rộng ra toàn huyện.